Uncle Six is trying his luck on Chinese New Year's the Monday after. Okay. Yes, three. Có ba cái. Có ba cái hả? Nếu mà dưới đó quấn ngưng, chứ sao quấn ngưng thì bấm cái này tự động nó quay nó ngưng lại. Này hả? Lúc mà nó đang quay á. Nó ngưng được sao? Thí dụ mà muốn cái này nó ngưng á, thì bấm cái này thì nó ngưng cái này. Bấm cái này thì nó ngưng cái này. Ồ vậy hả? Trên dòng bài mà nó làm được vậy lỡ quá rồi. Ngoài nó đấu cho mình ngưng đâu. Giống như bấm cái nó ngừng, rồi bấm cái nữa thì nó ngừng. Được 6 rồi. Lại bỏ nữa. Maximum bet là 3 cái, thì mấy 3 cái rồi kéo được rồi đó. Chơi quá, có máy kia không muốn thì cho nó quen mình nói thôi. Rồi. Máy mình chơi nó quen tiền, nó không có nó